Vâng, xin giới thiệu với tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay là ban ở kênh chợ đồ cổ Kinh Môn, sang bên Hải Phòng, đây là sang chỗ đồ cổ của Nguyễn Quang đây. Là Nguyễn Quang là phát vào, tổ chức vào chiều thứ bảy. Đấy, vào chiều thứ bảy hàng tuần đây. Giao lưu, kết nối đam mê cùng với Nguyễn Quang nhá. Đấy, đây là Phật sàn Nguyễn Quang là phát vào 20 giờ tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Đấy, xin giới thiệu với anh em nhé. Đây là khi mà vào chiều thứ bảy này thì là ở gian hàng dưới này là gồm có cả của Nguyễn Quang và của bạn bè anh em ở khắp nơi mang đến để giao lưu. Đây. Rất nhiều đồ nhá, mỗi người một gian hàng. Đấy. Anh em xem qua từng gian hàng và ưng hiện vật nào thì là cứ liên hệ với Nguyễn Quang. Đấy, anh em thấy hay không? Đây bày đây này, còn bày bên cả cạnh của cái bể cá này nữa, nhìn nè. Mời cụ Quỳnh Hoàng lên đây ngay, nhanh và ngay. Đấy. Nhà mình nhai nữa. Các quả điếu đẹp chưa? Bình thứ hai ấy. Bình làm rồi. Nốt hoàng đi làm, đi làm, đi làm. Rồi, ok bác, em đóng gói thì bác luôn. Vâng, và đây là anh em ở khắp nơi đến nhà Nguyễn Quang là rất đông nha. Vâng, và tiếp theo nữa là đây là chỗ anh em ở bên Kinh Môn, Kinh Môn Hải Dương. Vâng, đây mấy anh em ở bên Kinh Môn nhá, sang nhà Nguyễn Quang nhá. Và gặp anh em đây đông đủ nữa. Đây với giới thiệu với anh em nhá, là bên Kinh Môn sang đây là cũng có chỗ anh Quảng và chỗ anh Nhấn này mới... Chào 500 anh nhá. Rồi. Đấy. Đại trự cự đây là chỗ ông Giấu đây này. Vâng, và đây là tại nhà Nguyễn Quang nhá. Anh em giao lưu. Vâng, anh em gần xa rất đông và các gian hàng của anh em cũng đã được trưng bày tại sân nhà Nguyễn Quang đây, rất nhiều gian hàng nhá. Vâng, anh em xem hiện vật nào, anh em mà ưng hiện vật nào thì liên hệ với lại Nguyễn Quang. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Quang là 0976900682. Các hiện vật rất nhiều, anh em cứ ưng hiện vật nào thì liên hệ với Nguyễn Quang nhá. Hôm nay là chiều hôm nay đây là tổ chức ở tại nhà Nguyễn Quang. Nguyễn Quang ở Hải Phòng nhá. Đồ cổ Nguyễn Quang Hải Phòng. Anh em ưng hiện vật nào thì lên tiếng với Nguyễn Quang. Điện thoại 0976900682. Đấy. Hay chưa? Anh em xem nhá. Chỗ này lọ hoa là to nhỏ rất nhiều này. Ok, em cửa khóa cho anh.
Đấy, ban liên tục đọc số điện thoại của Nguyễn Quang nhá, để anh em nào mà xem mà kết cái hiện vật nào thì liên hệ với Nguyễn Quang. Số điện thoại là 0976900682. Nhiều hiện vật rất đẹp nhá. Thì ban quay đưa lên kênh YouTube này thì là cứ quay chung chung này, không nói riêng từng loại một, thì anh em mà nhìn qua đây chiêm ngưỡng đi và thích món nào thì là cứ liên hệ với Nguyễn Quang thôi. Vâng, và tiếp theo đây là cái giá hàng này là giá hàng của chủ nhà đây. Chỗ vừa nãy là quay là có thể là còn là hàng của anh em gần xa mang đến, còn đây là hàng này là gian hàng trưng bày cố định của chủ nhà Nguyễn Quang đây. Đồ cổ Nguyễn Quang 0976900682. Đồ rất cổ nhé. Đấy anh em xem này, những cái đồ này cổ chưa. Ui trời, đúng bát thời xưa này, đúng lặng trịch này. Hay quá. Đó, hai bên trên à, hai bên dưới, hai cái tầng dưới là gần như là đồ lung, không không có men. À, còn bên trên này là men xuất sắc. À, rồi anh em xem chưa, bên trên ấy cũng rất nhiều chóe đây, lục bình đây, và tiếp tục đây là có một đôi chóe nữa rất to rất đẹp nhá. À, ngoài ra là hai ba lọ nữa rồi. Lục bình hay quá. Đây, quay lên là hai bên nhá, một gian một tầng nhưng mà hai dãy. Anh em xem thấy hay nhấn like, đăng ký, chia sẻ kênh cho mình nhá. Xin chân thành cảm ơn, và anh em vào ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn anh em.